Nếu mà so với ngày trước với bây giờ thì chắc phải đến 80-90% đấy. Tại vì ngày trước là mình cười, là mình không có tự tin trong cái việc là hé răng đâu nhá. Bây giờ thì lúc nào 100% chụp ảnh đây là chỉ có cười thôi. Giao diện là chỉ cười. Thứ nhất là về ngoại hình là quan trọng nhất này. Ngoại hình là thay đổi thì nó cũng dẫn đến sự tự tin sau này. Còn thứ hai là từ lúc đấy thì chị cũng để ý đến ăn uống hơn á. Thì chị thấy về cái tình trạng răng răng của chị nó có những vấn đề, chị sẽ để ý đến ăn uống và vệ sinh, cũng sẽ thay đổi về cái vệ sinh răng miệng. Mình nhìn từ năm 2022 à, đầu năm 2022 thì lúc đó hiện trạng răng của mình là lệch khớp cắn, chủ yếu vấn đề chính là lệch khớp cắn. Trước đó thì mình chỉ nghĩ là về thẩm mỹ thôi, nhưng mà sau này khi mà bác sĩ phân tích ra thì mình thấy là mình bị hỏng hết 4 răng số 4 luôn đấy, và phải nhổ 4 cái luôn. Lúc đấy bị bào mòn hết rồi. Thì lúc đấy mình biết tình trạng của mình là cái việc lệch khớp cắn nó đã ảnh hưởng đến cái răng, mấy cái răng nhai của mình. Mình thấy là mình phải cần thay đổi, mình muốn xinh hơn, tự tin hơn. Cái lúc đó chắc là cũng là một cái phần là duyên. Ban đầu là ý nghĩ của mình là mình có ý định niềng rồi, nhưng mình cứ nghĩ là thôi để một thời gian nữa. Thế nhưng mà gặp chị Uyên thì chị Uyên cũng thuyết phục các thứ, thế là mình quyết định niềng và mình thấy là rất là đúng đắn. Chắc cỡ 10 tháng, 10 tháng là bắt đầu thấy có sự thay đổi cũng khá lớn rồi đấy. Khớp của hai hàm nó vào hơn ý. Ngày trước thì cái mức độ hô của răng nó nhiều, khi mà sau tầm 10 tháng thì nó vào, thì cảm giác mình nó cảm giác nó vừa khuôn miệng ấy, thấy tự tin và thoải mái hơn. Sau khoảng tầm mấy tháng niềng đến cái tháng thứ 10 mà thấy hiệu quả ấy, thì tất cả mọi người đều nói với mình là thay đổi hẳn. Mình thấy là niềng răng đã thay đổi toàn bộ về cái thái độ của mình ấy. Khi mà mình tự tin hơn thì cái tinh thần của mình nó khác và nhiều cơ hội tốt nó tới, thì mình đấy thấy đấy là cũng là một cái duyên tốt lành ấy. À, biết tin tháng mắc cài chắc cỡ khoảng tầm một tháng trước, khi một tháng trước qua đây bác sĩ ở tháo mắc cài thì cũng hơi bất ngờ, đang nghĩ trong đầu cũng chưa quen việc bỏ mắc cài ra như nào, vẫn kiểu hơi trống rỗng trong răng ấy. Vừa đã thấy răng và hơi bất ngờ. Cái cảm giác đầu tiên là đang quen niềng rồi và thấy tháo ra thấy nó gì là trống rỗng. Từ khi mà bắt đầu niềng là mình đã nghĩ đến ngày hôm nay luôn rồi đấy. Rất là mong chờ cái ngày mà được hoàn thiện cái thời gian niềng để mình có thể có một hàm răng đúng như mình mong muốn. Đây là răng của mình trước khi niềng, còn đây là sau khi niềng. Thứ nhất là cái khớp cắn đã được cải thiện, hai hàm đã gọi là khớp vào nhau rồi. Sau khi một thời gian thì mình thấy là về ăn uống, vệ sinh các thứ nó cũng dễ dàng hơn và cũng tự tin hơn với cái giao diện mới. Sau khi mà trải nghiệm niềng răng xong thì mình nghĩ là nếu mà ai có cái tình trạng mà có tín hiệu phải cần niềng thì hãy niềng đi, tại vì thành quả của nó sau này đạt được thì nó vượt mức mong đợi. Như mình trước á, mình cũng rất là phân vân về cái việc là có nên niềng hay không, nhưng mà sau khi mà niềng xong thì mình thấy là mình được quá nhiều quá trời luôn, tại vì được một nụ cười rất là tự tin. Thank you.